lama. Apa? Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là YouTube Mày Horay. Và hôm nay, chủ đề về clip lần này mình sẽ nói về những điểm hay, những điểm mới trong cái bản update ngày hôm qua. Mình gọi là big update, những điểm mới rất là nhiều, thay đổi rất là nhiều. Và ok, chúng ta sẽ đi vào tab đầu tiên. Và đầu tiên đây là shop. Thì các bạn có thể thấy là shop bây giờ thay đổi rất là nhiều. Thứ nhất là chúng ta sẽ được mua được nhiều thẻ hơn trong một ngày. Cái kiểu là ngày nào cũng là ngày chủ nhật, ngày nào cũng là ngày chủ nhật, và chúng ta sẽ mua được rất nhiều thẻ. Tuy nhiên thì so với bây giờ thì nó sẽ có một thay đổi, đó chính là việc mà chúng ta thẻ bây giờ chúng ta sẽ mua một cách giới hạn, một cái giới hạn, không có mua được quá giới hạn nữa. Đây các bạn có thể thấy là họ, ví dụ như con Make Back của tôi mình này, nó chỉ mua được 20 con thôi. Infernal Tower nó cũng chỉ được 10 con. Ram đấy, nó chỉ có những gói giới hạn như thế này thôi, mà các bạn chỉ mua được như thế này thôi. Ok, và bây giờ các bạn có thể thấy một điểm mới, đó chính là cái việc mà nó không còn cái dấu đỏ nữa, không còn cái dấu đỏ nữa như ngày trước nữa. Ví dụ như các bạn mà không đủ gem ấy thì nó sẽ không, nó vẫn xanh, nó không đỏ như ngày trước. Đây mà có cái mục đây, các mục mùa gold, mùa vàng này không có gì, không có nhiều thay đổi lắm. Đấy, chỉ có một thay đổi đó chính là cái việc mà chúng ta một nhiều thẻ hơn, nhưng mà giới hạn thẻ. Vì vậy là các bạn mà có tiền chưa chắc đã mua được, có tiền chưa chắc đã mua được, mà chỉ mở hộp thôi. Tiếp theo về điểm mới ở bên tab về các cái thẻ này thì chúng ta chỉ có một điểm mới ở góc này thôi, đó chính là chúng ta có thể chia sẻ đích cho các bạn, cho người khác, họ có thể lưu lại đích của mình. Như vậy các mình thì chia sẻ cho người khác qua như là message này, mail này, nhiều thứ lắm. Nói chung là nó kiểu copy một cái link thôi, copy một cái link, sau đó các bạn chia sẻ cho người khác, và người khác có thể là copy cái link đấy và sẽ vào trong game, nó sẽ hiện vào đây và sẽ có thể dùng được cái deck thôi. Và ở trong cái tab thứ 3 này, giao diện chính của tụi game là thay đổi nhiều nhất. Đầu tiên là các bạn ở quest này thì chúng ngày xưa thì chúng ta có thể nhận được các cái hộp free miễn phí. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta phải nhận những cái này, rất nhiều nhiệm vụ cho chúng ta, rất nhiều nhiệm vụ chúng ta, đại loại như là đây, các bạn có thể là thu nhìn đánh để thu nhập các crown để các bạn có thể nhận được mấy cái hộp này. Ví dụ như cái hộp mà vàng của mình thì bây giờ mình phải nhận, phải thu thập được 50 crown để mình mới nhận được cái hộp này. Và tiếp theo nữa, khi các bạn mà đã hoàn thành nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ có những nhiệm vụ khác nữa để chúng ta làm. Tiếp theo dưới đây thì chúng ta sẽ có rất nhiều nhiệm vụ mà chúng ta có thể làm được. Đây là nhiệm vụ mặc định này. Nhiệm vụ mặc định là như nào thì chúng ta sẽ không có thể bỏ qua được. Nếu mà những nhiệm vụ mà gọi là nhiệm vụ không mặc định thì chúng ta có thể thay đổi được, và chúng ta có thể bỏ qua, đại loại như kiểu cái này, kiểu là Z-Blade Quest thì chúng ta là có thể thay đổi được cái nhiệm vụ mới cho với nhiệm vụ này. Còn đối với nhiệm vụ này thì chúng ta là gọi là mặc định rồi, chúng ta sẽ không thay đổi được. Và cái nhiệm vụ này như kiểu là thu lượm được 40 crown để từ 2v2 just down even. Ở phần day gift này thì chúng ta có thể bỏ qua được, nhưng mà mình không biết là bỏ qua là sẽ có cái gì không. Mình bỏ qua và chúng ta có thể nhận được những cái thẻ này, những cái thẻ này sau ngày thứ 3 này, ngày thứ 3 này, sau 8 giờ 17 phút nữa mình có thể nhận được. Và ngày thứ 4 mình nhận được bao nhiêu, mà ngày thứ 5 mình được bao nhiêu. Đây là những kiểu là free giống kiểu ngày trước ấy. Bây giờ mình có thể bỏ qua này để xem là mình sẽ nhận được cái chuyển thành cái gì nhé. Nếu bỏ qua cái này thì bạn có thể thay thế được một cái quest mới trong một ngày. Yes, đấy, thì bây giờ mình có thể thấy là mình bỏ qua này. Đấy, bỏ qua thì bây giờ là mình lại có một cái nhiệm vụ mới. Và nhiệm vụ này thì mình sẽ có thể thay đổi được, nhưng mà mình ở trong một ngày mình chỉ gọi là replay một lần thôi, replay một lần trong một ngày thôi. Và nhiệm vụ cái này là gì gì đấy, play with 60 lần V1, 1, 6, 1, 1, 1. Đấy, rất nhiều nhiệm vụ. Ở phần tournament thì không có nhiều thay đổi lắm, vẫn vậy, không biết là vẫn vậy, đài cũng vậy, không có nhiều thay đổi đấy. Mục
thay đổi điểm chính ở mỗi cái này đó chính là cái cửa vượt quét rồi, quét rồi. Ở phần này thì cũng không có nhiều thay đổi, phần chat vui không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên ở phần này thì chúng ta sẽ có thay đổi, đó là việc mà chúng ta sẽ có cái event mà search down này, tức là challenge 2v2 này. Thì các bạn có thể thấy là nếu bình thường thì chúng ta sẽ có một lần free, nhưng mà cái này mình đã hoàn thành rồi thì bạn nào muốn đánh tiếp để nhận được cái hộp này thì mình lại thêm mất 10 gem nữa. Cái này mình sẽ free gem nữa để nhận được này. Đấy, và có những phần sau những kiểu đây là những cái phần mà mình gọi là vẫn cũ thôi, giống như cũ thôi. Challenge này, Grand Challenge này với lại Classic Challenge. Phần này là zone một tournament và tại cái này tạo tournament thì không có nhiều thay đổi. Và đấy là tất cả những gì mà thay đổi trong game ngày hôm qua. Vì vậy thì tiếp sau đây mình sẽ nói về cái phần chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn đánh Just Down nhá. Tiếp theo mình sẽ nói về thể loại Just Down, cách chơi như thế nào, cách chơi làm sao, chọn thẻ như thế nào hiệu quả. Thì chiến thuật như thế nào sẽ hiệu quả trong cái kiểu đánh lần này, kiểu thể loại đánh lần này. Thì sau một vài trận mình đánh, mình thấy là trận đánh này nó cũng không khó lắm. Tuy nhiên là phải có sự kết hợp nhuần nhuyễn, nhịp nhàng giữa được cả hai người. Thì đầu tiên mình phải nói đó là việc chọn thẻ như thế nào cho hợp lý. Thì đầu tiên các bạn nếu được chọn, thì các bạn hãy chọn những thẻ. Đầu tiên đó là Hawk Rider. Thứ hai Ram, Battle Ram. Thứ ba đó là Cannon Cat. Thứ tư đó chính là Lombo Yak. Và năm là Duck Goblin. Tại sao mình lại ưu tiên những con thẻ đấy? Vì mình ưu tiên ở trong cái kiểu đánh này ấy, các bạn nên ưu tiên những con có tốc độ, ưu tiên tốc độ. Vì vậy mình ưu tiên những con trong cọn đấy. Và tại sao mình lại ưu tiên Hawk Rider? Vì Hawk Rider nó có tính năng, đó là cái mục tiêu của nó chỉ là building thôi. Mục tiêu của nó chỉ là building. Vì vậy là khi mà đối phương đã đặt building lệch về một phía thì con Hawk Rider nó có thể thản nhiên chạy một mạch từ đầu đến cuối sân. Đấy là điều đầu tiên mà mình nói là ưu tiên chọn những cái thẻ đấy. Thứ hai đó chính là việc các bạn chọn những cái thẻ mà có khả năng là vùng khoảng cách đam rộng, đại loại như kiểu là X-Bow chẳng hạn này. Thứ hai là Mota. Thứ ba là Princess. Một vân vân. Những cái thẻ đấy, tại sao mình lại nói là chọn những cái thẻ đấy thì mình sẽ hiệu quả? Tại vì là nó có thể đặt bao quát hầu hết là về một phía, hoặc là đặt về một phía thì nó có thể bao quát được hầu hết tất cả là sân thi đấu của chúng ta. Vì vậy là đề thủ rất là tốt. Đấy, vì vậy mình ưu tiên số 2 đó là chọn những cái thẻ mà có vùng ảnh hưởng, vùng quan sát rộng. Và bây giờ chiến thuật như thế nào? Thì bây giờ trong cái đánh như thế này ấy, trong cái thể loại đánh touchdown này ấy, thì chỉ có một thể loại, chỉ có một cái chiến thuật đánh, đó chính là việc mà các bạn dồn quân về hai bên, dồn quân đánh về phía hai bên bên mép trái hoặc mép phải. Khi mà các bạn dồn quân về mép trái ấy, hoặc là về một mép ấy, thì các bạn sẽ bắt gọi là hầu hết là đối phương sẽ bị phải thủ, hầu hết ép đối phương phải thủ. Và sau đấy là khi hầu hết đối phương phải đã ra những quân thẻ bài thủ rồi thì các bạn sẽ thả Hawk này, thả Cannon Cat này, thả Lombo Yak chạy về phía bên còn lại. Nó sẽ gọi là nó sẽ có không bị truy cản bởi một quân nào hết. Và có, hoặc là các bạn có thể gọi là nó có thể chạy, nó có bị truy cản nhưng mà cái lực truy cản sẽ bị giảm bớt đi. Vì đấy là chiến thuật mà mình nói ưu tiên ở đây, đó chính là việc mà dồn quân lươn lẹo ép đối phủ đánh sang một bên, và bên còn lại là chúng ta sẽ dùng những con có tốc độ nhanh mạnh dứt khoát để chúng ta thả quân. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào trận đấu. Trận nào ta? Đây, trận này mình chọn Hawk. Đây, thì đầu tiên giữa Cannon Cat và Wick, mình sẽ chọn Cannon Cat bởi vì đơn giản là mình ưu tiên số 1, chọn những con mà có khả năng tốc độ nhanh, mạnh. Hawk, tất nhiên rồi, Hawk Rider. Bây giờ Duck Goblin.
không có việc gì mà mình không lại không chọn con Dark Goblin hết. Đôi khi các bạn có thể chọn những con tốc độ mạnh khác như kiểu là Princess này, hay là con những con có khả năng nhảy như kiểu là Mega Knight, Bandit đấy. Ok, thì các bạn có thể thấy đầu tiên này, đầu tiên khi đối phương ban đầu đấu phiên đã đặt một cái ít bầu để thủ, tuy nhiên thì mình đồng đội của mình đã thả ngay cái balloon, và đấy thả ngay balloon và mình thủ luôn. Ở trong cái tên này thì mình thủ cái Tesla sai. Để các bạn có thấy này, một mình con hawk này, một mình con hawk tưởng chừng như là con hawk ở bên tay phải của mình không bị đã bị cản lại, tuy nhiên thì nên là mình mới thả con hawk ở bên trái ngay lập tức để cho nó tấn công. Tuy nhiên thì con hawk ở bên phải thì nó lại làm nhiệm vụ cực kỳ tốt và ghi một điểm luôn cho mình. Tiếp theo đối phương, đây các bạn thấy là khi hạng đối phương họ đã thả hai bên thì mình đặt ngay ở giữa con cannon cat, tội gì mà mình nó không chạy lên nhỉ? Mất 4 heli, tuy nhiên thì nó sẽ có những cái làm việc một cách hiệu quả. Đấy các bạn thấy này. Tuy nhiên là ở trong cái trận này thì chúng bọn mình cũng khá là may mắn là khi con có một bên họ không đánh, họ đứng yên họ không đánh kìa. Đấy, nhưng mà mình nói là chiến thật ở trong cái bài này như nào. Tiếp theo họ đánh thì mình chuẩn bị luôn cả cái rocket ngay trên đầu. Đấy, biết chắc chắn là đối phương sẽ sử dụng những con thẻ bài đấy ở ngay cạnh con, ngay cạnh cái X-Bow luôn, nên là mình đấy là mình sẽ sử dụng mấy con đấy. Và một điều nữa, đó chính là việc mà các bạn không bao giờ được thả những cái kiểu điều kiện như kiểu Hawk Rider hay là Cannon Cat ra khi mà chưa biết đối phương có những thẻ bài gì mà đã ra thẻ bài gì, vì những cái thẻ đấy thường thường là mình sẽ sử dụng để lừa đối phương, chứ không bao giờ là chúng ta được thả trước, trừ khi bất đắc dĩ thì chúng ta mới thả thôi. Chứ còn bây giờ là đấy, các bạn có thấy là cơ hội đã đến rồi, bây giờ mình con hawk chạy một cách thoải mái, đấy. Đấy là một cách đơn giản. Ok, và bây giờ mình sẽ đi vào trận thứ hai mà mình nói là đây, trận đánh với lại cách dồn quân, thể hiện cách dồn quân khi mà chúng mình không chọn được những cái thẻ tốt. Đấy, tất nhiên là mình chọn RAM rồi, E33. Khi mà thấy đối phương đã có mấy con như kiểu Giant hay là E33 thì mình sẽ chọn E33 để thủ. Và bây giờ mình sẽ ở trong cái bài này mình sẽ chọn một đánh, nó là cách đánh dồn quân, dồn quân về một bên. Đây các bạn thấy này. Một điều nữa trong cái bài, trong cái bản update hiện tại thì chúng ta có thể giết được con trọng tài rất buồn cười. Đấy các bạn thấy là khi đối phương là thả quân như này thì mình sẽ bắt đầu mình thủ thôi, đối phương thả rất là thông minh khi mà thả con Lombo Jack ở bên tay phải, tuy nhiên thì mình sẽ dùng con đi thủ. Và con Lombo Jack đấy các bạn thấy là nó cũng khá là buồn cười khi mà con Lombo Jack đấy còn được vừa đó quay lại, và con Ram của chúng ta, con Ram thì nó vẫn lao được về phía bên kia, khá là buồn cười. Tiếp theo ở trong cái lần thứ hai này thì mình thấy đối phương thả ngay con lava mà mình lại không có một con nào có thể tấn công được, thì mình sẽ thả tấn công kiểu này thôi. Tuy nhiên thì ở trong một cái bài này ấy, thì hầu thả con golem ở phía bên phải không hợp lý cho lắm, vì đối phương đã thả ngay cái nhà E33 rồi, thì tại sao chúng ta lại thả con golem ở góc đấy làm gì? Và đấy là khá rất lỗi. Đấy, bây giờ đối phương dồn quân, thì mình chúng ta phải thủ thôi. Đấy các bạn có thấy là khi mà chúng ta hết quân rồi thì đàn lava một cách tấn công một cách rất là đơn giản, cứ từ từ mà tấn công thôi, tấn công về đích.
bây giờ mình sẽ thủ trước, mình sẽ thủ trước ruột quân và sau đấy là mình sẽ công sau. Đấy. Mình rocket luôn, không có gì là phải nghĩ cả, rocket luôn, thủ luôn. Đối phương đã gần như là bị hút ở bên phía tây, hút ở bên phía tây phải hết, và mình đã dùng rocket thắng một cách đơn giản và hiệu quả. Ở trong cái bài này thắng vừa lúc đối phương đặt nhà bè ba thì chúng ta lại vừa thả ngay cái con goblin đấy, hầu hết bây giờ tấn công hai bên, tấn công hai bên. Nếu mà trong cái bài này, trong cái bài này mà nếu mà có con hawk thì mình sẽ thắng ngay ở giữa, tại vì các bạn có để ý là hai bên đã bị hút ở hai bên rồi, đối phương đã bị hút về hai bên và cái chóp cũng bị đặt ở lệch về một phía bên phải. Vì vậy nếu mà có hawk mình sẽ đặt ngay ở chính giữa, làn chính giữa luôn đấy. Đây là cách mà chúng ta dồn quân, đánh dồn quân và sử dụng cơ hội. Đây và một trận cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đây chính là nhớ subscribe để nó biết phí.